kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của chị đẹp để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai nha quý vị. À, em chào chị đẹp. Chị chào thầy Tấn trên kênh Mai Hoàng Quay Dừa nha. Mình chào tất cả cô chú anh chị em toàn quốc nha. Hôm nay thì mình cũng về vô lô mai Võ Thủ Đức để giao lưu cùng cô chú và anh chị. Thì địa chỉ của mình cũng vẫn là ở ấp 2 xã Nghĩa Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại mình thì 0339903105. Số điện thoại thứ hai của mình là 0786565755. Nếu mấy cô chú anh chị nào điện số này mà kẹt thì thông cảm điện qua số ghi giùm mình nha. Thì mình rất cảm ơn. Thì hình thức của mình thì bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi giờ mai này bắt đầu mình vào cây đầu tiên của mình là mang mã số 36A. 36A bên đây nha quý vị, chứ mang cây bên kia nha. Nói mà đứng bãi mà ghi bên đây hả? Rồi, thì tán ngang hôm nay tầm khoảng 1m4 đến 1m2 ha. Cho rồi, thầy đọc luôn. À. Rồi, cao mình lấy khoảng 1m7 nha quý vị. Chương phân bố cũng đều ha. Đi là nó không khít, nhưng mà phân bố đều ha. Rồi, qua anh. 18 thầy ơi. Rồi, giao lưu như chị. Giao lưu giá 900 là thầy. Rồi, 900 nghe. Cho mã số. Mã số 36A. Rồi, xuống cây. 37 a. 37 a. Ngang này thì ước lượng khoảng 1m. Rồi, quý vị xem xương nó luôn ha. Rồi, chậm chậm chị xem kỹ nha. Rồi, cao khoảng 1,5 m quý vị. 18 a. Ủa quên nó 18 quên. 18 quên. Như vậy. 37 này. Giao lưu giá 900 luôn anh em ơi. Rồi, 900.000. Rồi, xuống cây. Anh em nào mà nếu mà ship nguyên lô thì mình tính theo giá giá sỉ nha anh em. Rồi, 38A, tán ngang thì tầm khoảng 80. Rồi, quý vị xem xương luôn ha. Rồi, cao khoảng 1,5 m quý vị. 20 hoành. Hoành 20. Giao lưu như chị. 38A này mình giao lưu với anh em giá 900 luôn. Rồi, 900 luôn. Rồi, xuống cây. Đồng giá dễ mua. Rồi, đồng giá dễ chọn, dễ mua luôn, dễ chốt luôn. Rồi, 39A. Rồi, tán ngang khoảng tầm 1m. Rồi, cao 1,5 m quý vị. Rồi, xương luôn, quý vị ngắm nghía thêm lần nữa ha. 19 đi anh. Quanh 19. Giao lưu giá 1,2 triệu nha anh em. Rồi, 1,2 triệu. Cho mã số 39 nè. Rồi, xuống cây. 40 a. Rồi, tán ngang hôm nay khoảng 1m. Rồi, xuống đây. Nóng quá. Đó. Rồi, cao 1,5 m quý vị. Rồi, hoành luôn. Hoành nha. Hoành này nó kẹt về. Đo trừ, đó thì 22, đo trừ còn 20 đi. Dạ. Rồi. Chị 40A này giao lưu giá triệu anh em ơi. 1 triệu. Rồi, 1 triệu. Đây đeo khẩu trang nói khó nghe quá. 41A. Rồi, 41A. Rồi, tán ngang khoảng tầm 1m, cao 1m6. Rồi, xương 18 hoành. Rồi, hoành 18. Giao lưu như chị. Giao lưu giá 1 triệu luôn anh em ơi. Rồi, 1 triệu. Cho mã số 41A. Rồi, xuống cây. 42A. 42A ở đây. Rồi, này tăng tròn tròn ha. Tăng ngang khoảng 1m nhưng quý vị cao thì 1m2 ha. Rồi, xuống nè. Rồi, quên. 19 anh em. Rồi, giao lưu như đây. Ủa, 19 kẹt dây tính 18 à. Rồi, 18. 42A này mà giao lưu với anh em giá 1 triệu luôn. Rồi, 1 triệu. Đồng rồi, đồng giá dễ lựa. Chín mấy rồi ta? 43A. 43A. Rồi, tán ngang tầm khoảng 90 nha quý vị. Rồi, cao thì khoảng tầm 1,5 m nha. 18 hoành. Hoành thì 18. Giao lưu như chị. Giao lưu với 900 luôn anh em ơi. Rồi, 900 ngàn. Báo ship toàn quốc cho quý vị luôn. Mã số 43A. 43A, 44A. Đây là 44A. Rồi, tán ngang tính gọn 80. Rồi, cao 1,5 m quý vị. 18 hoành. Hoành thì đo được ở dưới là 18. 50, 44A. 44A giao lưu giá 700 anh em ơi. Rồi, 700 ngàn. Báo ship luôn. Rồi, cây này mình giao lưu 600 ơi. Rồi,
Rồi. 44A là giao lưu 600. Rồi bây giờ đây là 45A. 45A. Rồi 45A tán ngang mình tính gọn 80 luôn. Đó, xương cái gì xem ha. Đó. Cái này đo làm sao đây thầy? Rồi đo bỏ tay cạnh nhất luôn. Vậy hả? Rồi cao thì 1,3. 16 hoành. Rồi đo bỏ tay cạnh nhất thì là 16. 45A giao lưu 700 anh em ơi. Rồi. 700 46 à. Rồi 46A. Tán ngang mình tính gọn 80 luôn. Có mặt bông. Có mặt bông à thầy? Đây cái bông. Hai hai lớp. 8 cánh. Rồi cao khoảng 1,3 nha quý vị. 19 của anh. Rồi quanh 19, giao luôn như chị. Giao luôn giá 8 anh em ơi. Rồi 800.000. Rồi cho mã số 46 ha. 47 ha. Đây. Tán ngang khoảng 1,3. Rồi xương quý vị xem luôn. Xương quá tớ. Rồi cao khoảng 1,6 nha quý vị. Xương cũng quá xá xương này ha. Này đo cũng kẹt kẹt đây, khó đo ạ. Rồi đo ở trên đi, đo vậy là kẹt dữ lắm kẹt. Mà đo ở đâu? Ở trên bỏ tay cành nhất đi, nhiều lỗ xíu nha. Vậy đâu có nhiều. À, chứ đo dưới kẹt thì tổng 18. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Giao luôn 1,3 nha anh em. Rồi, cho 47 ha. Rồi, xuống cây. Đâu rồi? 48 ha. À, 48A tán ngang em này chắc mình ước lượng khoảng 70 nha quý vị. Rồi xương nè, quý vị xem kỹ nha. 19 của anh. Và thì 19. Cao 1,3. Giao lưu nhiêu chị? 80 48A mình giao lưu với anh em giá 900 ơi. Rồi 900.000 là bao ship luôn nha quý vị. Rồi xuống cây. Giá này là giá mình bao ship luôn nha anh em. Bao ship nhà luôn đó quý vị. 49A. Rồi 49A. Rồi tán ngang khoảng 1,1. Rộng ở đoạn này khoảng 1,1 nha. Rồi cao thì khoảng 1,4 nha quý vị. Đó quý vị xem xương ha. 20 hoành. Hoành 20. Rồi giao luôn nhiêu chị? Giao luôn 1,2 anh em ơi. Rồi 1,2. Mà 49 à. Rồi 49 à. Rồi xuống cây. 20A. 50A bên đây. Ủa quên nè. Khoảng tầm 1,1 ha. Dàn xương 50A. Dàn ngang đây quý vị. Dàn ngang ha. Rồi cao khoảng 1,6 quý vị. À, 18 của anh. Là 18. Giao luôn nhiêu chị? Giao luôn cái này giá 1,2 anh em ơi. Rồi 1,2. Rồi. Cho mã số 50A. Rồi. Và mã số 51A. 51A. Rồi tán ngang thì tầm khoảng 90 nha quý vị. Rồi quý vị xem dàn xương nó luôn. Quanh 18. Quanh thì 18, còn cao thì khoảng 1,3 đến 1,4 ha. Giao luôn giá 200. 800 anh em ơi. Rồi 800.000. Cho mã số 51A. Rồi xuống cây. 52A đây. 52A. Rồi tán ngang mình tính gọn 70 luôn. Rồi cao 1,4 quý vị ơi. 18 hoành. Hoành thì đo được 18. Giao luôn nhiêu chị? 52A giao luôn với 700 anh em ơi. Rồi 700.000. Bao ship cái nhà luôn ha. Cây chở đi nhà quý vị luôn ha. Có mấy trăm hả? Rồi 53 3 A. Rồi cái này có cái mấy cái bông trổ ha. Có mặt bông đẹp. Rồi, anh em ơi. Khoảng 1,2 ha. Đây mặt bông đẹp dần lơm. Cái này đậm dữ ha. Bông trổ đẹp luôn. Cái màu rất là đậm nha quý vị. Màu dễ thương ghê. Thử vậy xem xương lại ha. 17 của anh. Quanh thì 17 cao 1,6. 53 anh này mình giao lưu với anh em là giá 1,000,000. Triệu mấy? 1,2 đi. Rồi 1,2. Có rồi, mặt bông đẹp. Hai. Có mặt bông đẹp nha anh em. Tay đều, cành đều nữa. Rồi. 54A. Ủa cái đó nãy năm mấy? 53. 53 giờ 54. À tháng ngang khoảng 1,2 nha quý vị. Cái gốc à. Còn cao thì khoảng 1,6 nha quý vị. Quanh 23. Quanh 23. Ở vậy xem dàn xương ha. Này có cái củ đế nè. Đây. Củ đế nha. Rồi giao lưu nhiêu chị? 54A này mình giao lưu với anh em giá 1,3 nha. Rồi 1,3. Rồi xuống cây.
Rồi 55A bên đây quý vị. 55A. Rồi tán ngang mình ước lượng nó khoảng tầm 1.2 ha. Đâu vậy xem dàn xương nó cao lấy hết luôn ha chị đẹp. Rồi lấy đại hết đi, lấy hết lại thôi. Rồi báo hết thì tập khoảng 2 mét nha quý vị. Này thì mình ship miền Tây được mà. Rồi ship miền Tây, cái này ship miền Tây không? Ship miền Tây mình cứ lấy hết đi. Cứ lấy chiều cao có rồi. Gì mình thương lượng với anh em chứ gì. Rồi hoành luôn. Rồi cái này là bao ship miền Tây, với giá ở miền Tây nha quý vị. Còn ở ngoài xa xa nữa thì thương lượng với chị đẹp xíu nha quý vị. 26. 26. Hoành, giao luôn nha chị. Cũng này nở nè. Mấy mấy vậy Tây? 55A thì mình giao lưu với anh em giá 1 triệu. 1.6 triệu ha. Rồi 1.6 triệu. Bao ship khu vực miền Tây. Rồi xuống cây. Rồi 56A. 56A. Rồi tán ngang anh này mình ước lượng khoảng 1.2 m ha. Đẹp chi cần điều nè. Xè ngang. Đẹp nè. Dạ đẹp ha. Thì có cái đế này, đế nổi luôn. Rồi cao 1.7 m nha quý vị. Có đế rồi lên. Ship toàn quốc nè. Đế nổi lên luôn. 23. Rồi giao lưu như chị. 56A mình giao lưu với em mấy 1.8 triệu nha. Rồi 1.8 triệu. Rồi xuống cây. 57A. Rồi 57A quý vị. Rồi tán ngang anh này tầm khoảng 1 m 1 đến 1 m 2 ha. Còn cao thì tầm chắc khoảng là 2 m 2 nha quý vị. Đó. Rồi dàn xương nè. Dàn xương rất quẹo. Rồi cho em cái quà em nói luôn chị. Vô. 24. 24. Rồi giao lưu nhiêu chị? 57A thì mình giao lưu với anh em giá 1.8 triệu nha. Ship sao chị? Cái này ship sao chị miền Tây hả chị? Ship miền Tây thì mình thỏa thuận đi. Cái tiệm miền ngoài thỏa thuận với mình. Rồi xuống cây. Rồi 58A. 58A. 58A tán ngang khoảng 1.5 m nha quý vị, còn cao thì tầm khoảng 2.3 m, 2.4 m gì ha. Đó, cái đỉnh đọt xinh xanh ở trên luôn đó, nhỏ nhỏ ở trên đó ha. Rồi, xương cũng đặt hết trơn nè ha. Rồi, hoành luôn. 26 hoành. Giao lưu như chị. 58A này mình giao lưu với anh em giá 2 triệu. 2 triệu 7 nha. Rồi, 2 triệu 7, bao ship miền Tây. Rồi, xuống cây. 59A. 59A. Rồi, tán ngang khoảng 1.3 m. Rồi, quý vị xem dàn xương luôn. Rồi, cao khoảng 2.3 m. Rồi, hoành luôn. Báo luôn. 26. Rồi giao lưu nhiêu chị? 59 ha, này mình giao lưu với anh em giá 2 triệu. Rồi 2 triệu, mấy cây cao cao rồi bao ship miền Tây nha quý vị. Rồi 60A. 60A. Rồi tán ngang tầm khoảng 1.2 m đến 1.3 m. Rồi xuống đây. Rồi cái này tiêu toàn quốc được nè. Này báo 1.7 m nha quý vị. Lấy 1.7 m cho quý vị chứ ngoài thì nó khoảng 1.9 m nha. Lấy 1.7 m cho quý vị, lần ship toàn quốc cho quý vị nha. Rồi chị báo với giá bao toàn quốc nha. 28 hoành. 28 là đo tổng vô luôn nha quý vị. Đó. Rồi vô luôn như chị. Cây 60A này mình vô luôn với anh em giá 2 triệu 3 nha. Rồi 2 triệu 3 ship toàn quốc hả chị? Dạ. Rồi toàn quốc. Thì hả cây nào toàn quốc được rồi mình ship toàn quốc hả? Rồi 61A. Gốc hơi lắc, có một bạch xù. Bạch xù ở dưới ha. Rồi tán ngang khoảng 1.3 m. Còn cao thì khoảng 2.2 m. Đây quý vị xem dàn xương ha. Xương em nói ha. Có một bạch xù đọc ha. Thì nói chung em này có một bạch chảy ngay xù. Đây. Chảy luôn. Đó. Rồi, cho cũng cá 15 hay 15 phân không thầy? Không tới. Khoảng 12. Rồi, hoành trăm mấy luôn, mai xù hoành trăm mấy. Mai xù nghe anh em, hoành trăm mấy. 27 hoành. Rồi. Giao luôn nhiêu chị?
61 hay mấy người ta? 61A. 61A này mình có bịch xù này mình giao lưu với anh em. Bịch xù nhẹ nhẹ, con khoảng dài khoảng 2 tắc 2. 2.8 nè anh em ơi. Rồi, 2.8. Được có cái bịch xù. Rồi, xuống cây. 62A. 62A. Rồi. Thì xem xương luôn ha. Rồi, tán ngang khoảng 1.3 nha hơn. Còn cao thì cũng khoảng 2.3 đây nha quý vị. Xương thì mình thấy con bố nào quý vị cũng đều ha. Đó. Từ trên xuống dưới có đủ ha. Đặt hết trơn nè. Quanh 31 anh ơi. Khoan, cái này vô tình chứ không phải. Dướng hả? Dướng hơi dày. Dướng thì mình sửa lại nha anh em. Này dướng vậy vẫn còn dướng đó. Rồi thôi mình tính 30, dướng mình tính 30 nha. Rồi. Tính 29 đi. Muốn tính sao cũng được, 29 cũng được nữa. Quành phân nữa, phân đâu có gì đâu anh em. Dạ. Quan trọng cái giá nè. Quan trọng cái giá. Quan trọng cây đẹp hay không thôi chứ cái quành một hay phân đâu có gì. Rồi, giá nhiêu đây? Cây 62A này. Mình giao lưu với anh em là giá 3 triệu nha. Rồi 3 triệu là xuất khu vực miền Tây nha quý vị. Rồi. Đúng cây. Quá trời cái mày. Rồi, 63A. 63A. Rồi 63A. Thì tán ngang khoảng 1.4 ha. Rồi cao thì tầm cũng khoảng 2.2 nha quý vị. Tính cái đỉnh đọt xinh xinh nhỏ nhỏ luôn nha. Mình báo tới hết cái đỉnh trên luôn đó. Cái này rất lớn nha. Đây xương đó nè, chị xây nhẹ đoạn dưới cho quý vị xem cái đoạn dưới cái chị đẹp. Đó, đặng thấy cái đoạn lắc lắc ở đây ha. Đó. Cắt mấy cái này dục mẹ cho rồi. Rồi cho cái quanh luôn ha chị. Rất đẹp nha. Đó. Ơi này giống con gì đâu á, lắc lắc uống luôn lượng này. Đây nè, có cái sẹo ở đây một cái ha. Đây nó lắc nè. Ơi. Rồi, cho cái quanh em nó luôn. Kéo ngang chỗ con dây buộc. Rồi, kéo ngang con dây buộc thì nó là 33 đúng. 33. Rồi. Đây cái đế đẹp nha anh em. Rồi, ở bên kia thì có chiếc xe hàng nhớ nha. 63 nè, mình giao lưu với anh em giá 2.7. Rồi, 2.7. Rồi, xuống cây. Nãy quanh nhiêu quên rồi thầy. 64. Rồi 64A nha. Ngang khoảng 1.4. Rồi chị xem xương nó ha. Rồi cao khoảng 2.3, 2.4 nha quý vị. Cái này cao nha. Lấy 2.3, 4 là chổng đầu luôn. Có dư chỗ gì luôn. Rồi quanh luôn chị. Rồi, vô luôn. Nhiều hả thầy? 25. Thầy nó kẹt. 45 thầy. Mấy? 4. 24 hả? Ừ. Rồi, vô luôn như chị. 64A này mình vô luôn với anh em là cái này giá 2 triệu nha. Rồi, 2 triệu. Mấy cây cao cao là bao ship miền Tây nha quý vị. Còn quý vị mà ngoài xa xa thiếu gì thì alo cũng được. 66. Rồi 66 thì tán ngang hôm này tầm khoảng 1.5 nha quý vị. Rồi xương quý vị xem ha. Thì cao thì này cũng khoảng 2.2, 2.3 quý vị. Đó, xương ha. Cao lắm nha. Tầm 2.2, 2.3. Đó, phân bón thì cũng đều đấy ha. Quay cũng chậm chậm quý vị xem cho kỹ nha. Này đều ghê quán, luôn. Quá. 26. 26 quanh. Vô luôn như chị. Này cái này rất là đều đẹp nha anh em. 65A này, cái này mình giao lưu với anh em là giá 2.8 nha. Rồi 2.8. Đẹp nha anh em. Rồi xuống cây. Rồi 66A bên đây quý vị. 66A. Này không đo, ước lượng giùm đi. Thì đó rồi ha. Rồi dạ. Cao khoảng tầm 2.2, 2.3 luôn. Tán ngang thì khoảng 1.5. Quá tại cái dạng xương. Xương đây. Xương đặc kẹo rồi anh em ơi. Xem kỹ ha. Hết nói dạng xương. Chị xe chậm chậm, chị xem xương ha. Xương quá trời luôn rồi. Rồi. Vì bịch. Vậy thì không thể nào đo được rồi. Đó. Ước lượng vậy nha. Rồi mình ước lượng em này chắc cũng khoảng tầm khó quá tại vì nó còn nằm dưới đất mình cũng biết sao nữa. Mình ước lượng nó khoảng từng 25, 26 gì đó. Tại thấy gì còn ở dưới không biết nó còn nhiều hay ở dưới còn nhiều nữa không biết nha quý vị.
Rồi, giá luôn nhiêu đây chị? Cây này nó lượng luôn nè. Đẹp nha anh em. Giá luôn nhiêu chị? 66A mình giao luôn. Khoan nhảy mũi cái thầy. 66A cây này mình giao lưu với anh em giá 2,8 triệu nha. Rồi 2,8 triệu rồi xuống cây. Qua như chị đẹp mặt người quá. Hồi nào cũng cười với bữa nào rồi. Đừng cười thử bữa đây. Rồi 67 ha. Anh nhảy mũi mà nhảy không được. Rồi 67A thì tán ngang khoảng 1m3. Còn cao thì khoảng 1m4 nha quý vị. Đó. Rồi, hoành luôn. Hoành 24. 24 hoành, rồi xây xây luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? 67A này mình giao lưu với anh em giá. Nhiêu? 1,6 triệu thôi. À, 1,6 triệu. Nhanh. Ship toàn quốc cái này. Rồi, xuống cây. 68A. 68A. Thân lắc luôn. Rồi, tán ngang khoảng 1m4. Cái này 1m8. Tính mít 7 đang chị đẹp ship cho quý vị luôn nha. Ước lượng à. Cái này ship toàn quốc được nè. Cây này xương sao mà đầy nhóc à. Xương đặc kẹo anh em. Xương nghẹt hết trơn ha. Ừ. Lắc nè. Vậy cũng khó đo hoành đây. Lắc nữa rồi. Rồi cái này mình ước lượng luôn nhưng cho quý vị với chị đẹp luôn. Cái này hơi bự nè. Cái này chắc cũng khoảng 28-29 vậy ha. Đậu chừng nha quý vị. Đây nè, nó lắc đẹp ghê luôn anh thầy. Thầy đo ngay chỗ này cái thầy đẹp dữ à. Nè. Sao mấy chỗ này đẹp dữ vậy ta? Rồi, chỗ luôn như chị. Đẹp ha. Lạ lạ. 68A thì mình vô lưu với anh em là giá? 3,3 triệu nha. Rồi, 3,3 triệu. Rồi, xuống cây. 69A quý vị ơi. Gần hết rồi. Rồi. Số 9 nha. Khoảng 1m3 nha quý vị. Rồi, cao này chắc 2m4 quý vị ơi. Khúc ở trên lưới lan mà nó còn đụng lưới lan nó còn vòng xuống khúc nữa ha, 2m4 ha. Rồi quanh 27. Đẹp nha anh em. Rồi giao lưu như chị. Cái này giao lưu với anh em với 2,8 triệu nha. Rồi 2,8 triệu rồi xuống cây. Cho mã số 69 nè. Rồi 70 cuối nha chị. 70 là mã cuối cùng rồi. Rồi, tán ngang khoảng 1m5 nha quý vị. Rồi, cao quý vị xem nha. Rồi, cao thì tầm khoảng 2m2, 2m3 luôn. Rồi, xương. Đó. Cố gắng quay kỹ cho quý vị xem ha. Quý vị xem thích cái nào thì cứ alo chị đẹp nha. Để quý vị xem, nếu mà chưa bấm đăng ký, bấm ký ủng hộ kênh giúp mình nha quý vị. Rồi, cây 70A. Này, coi sao đây quý vị. Vậy cũng khó tính ha. Thôi đó trên đi. Đôi này thì đó sao? Hai gần dưới luôn nha chị, thử đó đang thử. Này chỉ đo ước lượng thôi chứ. Rồi thì đo ước lượng mày bỏ cái hai cái cành hai nhánh dưới. Hai nhánh hai bên. Rồi đo trên không vậy là 24. Hai nhánh hai bên. Không có biết được. Rồi giao luôn như chị. Cây này móc xuống đế chắc ngoài 30 rồi, nó đẹp nè anh em. Rễ nó vàng quất vàng mà đẹp ghê vậy. Rồi giao luôn như chị. Cây 70A này mình giao lưu với anh em giá 4 triệu nha. 4 triệu bao ship cho chụp tiền tay. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Cái cây này nó đẹp lắm nè. Chào.